Xin chào các em, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình học online nữa rồi. Đến với tiết học hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các bạn học môn âm nhạc lớp 4, từng 7 và từng 8, học các bài trên ngựa ta phi nhanh, nhạc và lời phong nhã. Sau đây thì mời các bạn cùng nghe giới thiệu sơ qua về nhạc sĩ Phong Nhã. Nhạc sĩ Phong Nhã sinh ngày 4 tháng 4 năm 1924, quê Duy Tiên, Hà Nam. Các tác phẩm dành cho thiếu nhi tiêu biểu: Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh, Hạnh phúc đội thiếu niên thành phố Hồ Chí Minh, Đội ta lớn lên cùng đất nước, vân vân. Ông đã được trao giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Vâng, các bạn đã nghe giới thiệu sơ qua về nhạc sĩ Phong Nhã. Sau đây thì mời các bạn cùng nghe lại một bài hát do chính nhạc sĩ sáng tác. Đó là bài Trên ngựa ta phi nhanh, nhạc và lời Phong Nhã. Ngựa phi nhanh, vó cầu nhẹ tanh lắc lư, nhịp nhàng tiền bạc đường vàng đồng xanh mở rộng bao la. Ta phi khắp chốn thăm các bạn bè yêu mến, tổ quốc mẹ hiền chắp cánh cho toàn đôi. Ta phi nhanh phi nhanh, ta phi nhanh 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 nhanh, ta phi nhanh 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 nhanh, ta phi nhanh 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 nhanh. Hay không các em? Đây chính là bài hát hôm nay chúng ta sẽ học hát. Phần tiếp theo thầy mời các bạn cùng đứng lên để luyện thanh. Phần luyện thanh thầy mời các bạn cùng luyện theo mẫu âm ma. Ma 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 ma. Tốt lắm, thầy mời các bạn cùng ngồi xuống. Phần nội dung tiếp theo, thầy mời các bạn cùng đọc lời ca cho thầy. Để khi ta tập hát cho dễ, bài Trên ngựa ta phi nhanh thầy sẽ chia ra gồm 7 câu nhạc. Các bạn chú ý khi đọc lời ca, những chữ có màu đỏ thầy sẽ gõ nhịp theo. Đây là đầu ô nhịp, thầy sẽ gõ nhấn mạnh. Bây giờ chúng ta sẽ đọc thế này. Trên đường gặp gần ngựa phi nhanh 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 nhanh. Trên đường gặp gần ngựa phi nhanh 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 nhanh. Vó câu nhẹ tên lắc lư nhịp nhàng, biển bạc rừng vàng đồng xanh mở rộng bao la. Ta phi khắp chốn thăm các bạn bè yêu mến, tổ quốc mẹ hiền chắp cánh cho toàn đội. Ta phi nhanh nhanh nhanh, ta phi nhanh 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 nhanh, ta phi nhanh 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 nhanh, ta phi nhanh 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 nhanh. Cảm ơn các bạn, đọc tốt lắm. Các bạn chú ý thầy, những chữ bên màu đỏ chúng ta sẽ nhấn mạnh cho thầy. Và tiếp theo các bạn sẽ tập hát từng câu cho thầy. Trước khi tập hát, thầy mời các bạn cùng nghe qua giai điệu bài hát một lần. Các bạn có thể vừa nghe vừa cảm nhận bài hát. Có vui tươi không? Có sôi nổi không? Thank you.
có vui không các bạn? Giai điệu bài hát trên ngựa ta phi nhanh rất là vui, rộn rã nha các bạn. Tiếp theo thầy mời các bạn cùng tập hát từng câu cho thầy. Các bạn lưu ý cho thầy những dấu luyến, dấu lặng đơn. Dấu lặng đơn là chỉ cho chúng ta ngắt hơi. Các bạn nhớ cho thầy, bài hát này chúng ta tập hát hơi nhanh một xíu. Mỗi một câu hát, thầy sẽ cho các bạn nghe hát mẫu một lần. Sau đó các bạn sẽ tập hát theo đàn. Trên đường gặp gành, ngựa phi nhanh 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 nhanh. Tốt lắm các bạn. Tiếp tục chúng ta qua câu số 2. Trên đường gặp gành, ngựa phi nhanh 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 nhanh. Tốt lắm các bạn. Tiếp theo tôi mời các bạn cùng hát nối câu 1 và câu 2. Trên đường gặp gành, ngựa phi nhanh 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 nhanh. Trên đường gặp gành, ngựa phi nhanh 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 nhanh. Tốt lắm các bạn. Thầy mời các bạn cùng hát tiếp câu số 3. Vo cầu nhẹ tan lắc lư nhịp nhàng. Tốt lắm các bạn. Tiếp theo thì mời các bạn cùng hát nối câu 1, 2 và 3. Trên đường gặp gành, ngựa phi nhanh 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 nhanh. Trên đường gặp gành, ngựa phi nhanh 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 nhanh. Vo cầu nhẹ tan lắc lư nhịp nhàng. Tốt lắm các bạn. Thầy mời các bạn cùng qua câu số 4. Biển bạc, rừng bạc, đồng xanh mở rộng bao la. Tốt lắm các bạn. Thầy mời các bạn cùng chuyển qua câu số 5. Tốt lắm các bạn. Thầy mời các bạn cùng hát nối câu số 4 và số 5. Biển bạc, rừng bạc, đồng xanh mở rộng bao la. Ta phi khắp chốn thăm các bạn bè yêu mến. Tốt lắm các bạn. Chúng ta sẽ qua hát câu số 6. Tổ quốc mẹ Việt chắp cánh cho toàn đôi ta phi nhanh phi nhanh. Tốt lắm các bạn. Tiếp tục thì mời các bạn cùng học hát câu cuối. Tốt lắm các bạn. Phần tiếp theo thầy mời các bạn cùng hát nối câu 6 và câu cuối. Tổ quốc mẹ Việt chắp cánh cho toàn đôi ta phi nhanh phi nhanh. Ta phi nhanh 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 nhanh.
Tốt lắm các bạn, vậy là chúng ta đã tập xong bài hát Trên ngựa ta phi nhanh. Thầy mời các bạn cùng hát hết bài một lần. Cảm ơn các bạn hát rất tốt. Phần tiếp theo thì mời các bạn vừa hát kết hợp gõ theo nhịp. Các bạn chú ý cho thầy, thầy đã để những hình song lon ở dưới đầu ô nhịp, các bạn sẽ vỗ tay theo. Cảm ơn các bạn gõ tốt lắm. Phần tiếp theo thì mời các bạn vừa hát vừa gõ theo phách kết hợp bằng bộ gõ cơ thể. Cảm ơn các bạn gọi tốt lắm, các bạn chú ý tập thêm. Phần cuối cùng thầy mời các bạn cùng hát theo nhạc nền. Phần dặn dò, các bạn nhớ học thuộc bài hát, tập gõ theo nhịp, theo phách. Đặc biệt các bạn nhớ tập luyện theo bộ gõ cơ thể nhiều hơn.
Thầy xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các em chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp lại các